Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay em lại review lại cho các bác con phố Trần Đăng Ninh thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Con phố này thì nó bắt đầu từ phố Cầu Đơ các bác nhé. Đấy, nó nằm sát với cả Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông, trung tâm hành chính của quận Hà Đông. Và cái hướng của nó là hướng Đông Bắc Tây Nam. Như vậy tất cả các nhà ở mặt phố này thì đều có hướng là Đông Nam hoặc là hướng Tây Bắc. Đấy, thì hiện ở trên mặt phố này thì có khoảng độ 20, còn khoảng độ 20 lô đất các bác nhé, là nhà cấp 4 đấy. Thì mặt tiền của nó là khoảng độ gần 4 mét. Đấy, diện tích là 53, khoảng độ 50 cho đến 53 mét. Thì hiện đang có một lô là 53 mét, mặt tiền 4 mét đấy, hướng Đông Nam. Thì đang được chào với giá là 6 tỷ 7. Đấy, các bác mà muốn mua nhà quanh khu vực Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông thì khu này có thể là một lựa chọn tốt. Đấy, và các bác muốn xem khu này thì liên hệ em theo số điện thoại 0985204435, em tên Minh. Sẽ đưa các bác đi xem đất và tìm cho các bác cái mảnh đất đẹp và ưng ý. Bây giờ mời các bác cùng đi dạo lại cái phố Trần Đăng Ninh này nhé. Đây là cái đoạn mà bắt đầu từ phố Cầu Đơ đấy và gần với Ủy ban Nhân dân quận. Đây, chúng ta sẽ đi ngược lại đầu phố. Đấy, mặt đường này thì khá rộng, các bác thấy là có thể để 3 ô tô tranh nhau thoải mái. Và nhà ở đây thì xây được 7 tầng đấy, dưới 7 tầng là 6 tầng rưỡi, 7 tầng các bạn. Đây, phía trước chúng ta đây là giao với cả phố Hoàng Luân Hòa. Rẽ trái một đoạn nữa là ra đường Quang Trung các bạn nhé. Đây, lô đất đang được chào bán đây các bạn. Rất là đẹp các bạn nhé. Trên mặt phố này thì ở cũng thích mà làm văn phòng cơ quan thì cũng rất là tốt các bạn ạ. Phố văn minh hiện đại sạch sẽ. Đây, phía trước chúng ta là giao với phố Cầu Đơ các bạn nhé. Đây, rẽ trái là ra con Trung rồi. Đây, còn rẽ phải đây là vào phố Cầu Đơ rồi này. Và đây chính là trung tâm hành chính của quận Hà Đông đấy. Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông đây, văn phòng một cửa tất ở đây. Đấy. Và phía trước chúng ta kia là phía trước bên phải là Metro Hà Đông, là trung tâm thương mại. Đấy, cái rẽ trái của chúng ta là phố Lê Hồng Phong các bạn nhé. Còn rẽ phải đây thì lại là phố Hà Cầu. Đấy, đây là trung tâm thương mại Mê Linh Plaza Hà Đông này. Trước kia mà chưa có Aeon Hà Đông thì đây có thể nói là trung tâm thương mại lớn nhất của quận Hà Đông các bạn ạ. Còn
phía trước chúng ta kia là hai tòa chung cư kia, là nhìn như hai tòa chung cư, nó là bệnh viện của Bộ Công an. Đấy. Còn đây là Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông này. Đấy, các bác mà có mua đất ở mặt phố mà quanh quanh cái khu vực Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông này, hoặc là mua ở phố Trần Đăng Ninh, thì alo em theo số điện thoại 0985201435, em tên Minh. Đấy, sẽ phục vụ các bác 24/7 và tìm cho các bác những căn nhà, những mảnh đất với giá tốt nhất. Rồi các bác nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp em nhé. Tạm tạm các bác.